Ở đời có ba món nợ, tuổi già nên gỡ xuống. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị khán thính giả thân mến, tôi ngẫm một câu nói rất hay thế này. Con người của chúng ta cũng chẳng khác gì cây cỏ, cùng lớn lên, cùng sinh sôi nảy nở ở một khoảng thời gian nào đó. Nhưng rồi, đến cuối cùng, chúng ta há chẳng phải quay trở lại với lòng đất bao la, rộng lớn hay sao? Sự khác biệt duy nhất có lẽ là con người chúng ta có những cái cảm xúc có thể lưu giấu những cái mảng ký ức với mọi chuyện đã xảy ra, với mọi người mà bản thân vô tình hay là hữu duyên ta gặp gỡ trong cái kiếp người này. Khi còn trẻ, chúng ta thường dành hầu hết thời gian của mình để vun đắp cho sự nghiệp, cho các mối quan hệ, rồi đến công danh, với mong muốn khi về già được hưởng vinh hoa, phú quý, hay là một cuộc sống bình an, vô lo, vô nghĩ, không vướng bận đến cơm, áo, gạo, tiền. Tuy nhiên, cũng vì còn quá trẻ, nên chẳng ai trong số chúng ta có thể nhận ra rằng, trên đời này, có một số thứ được xem là món nợ, mà ngày trẻ ta vô tình phải vay mượn rất nhiều. Và hôm nay, Triết Lý Cuộc Sống sẽ mang đến cho quý vị và các bạn đúng một cái góc nhìn với một chủ đề không quá xa lạ. Nhưng càng nghe, quý vị sẽ càng thấy thấm thía và ngộ ra rất nhiều điều. Vâng, ba món nợ đời mà càng già càng phải buông. Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm ngay hôm nay nhé. Món nợ đầu tiên chính là tham vọng. Bạn hãy dành một chút thời gian và hồi tưởng lại thời thơ bé của mình. Có phải lúc bạn cất tiếng khóc chào đời, bạn chỉ mang đến thế giới này duy nhất hình hài thân thể của mẹ cha trao cho? Tương tự như thế, hãy ngẫm lại thật kỹ những người mà bạn quen biết nhưng đã lìa xa trần thế. Ngày mà cái chết tìm đến họ, họ cũng chỉ mang theo đúng hình hài thân xác thôi. Về với thế giới bên kia, chắc chắn rằng chẳng ai có thể mang theo hay cầm nắm được bất cứ vật chất nào được nữa. Thứ duy nhất theo bạn mãi mãi, đó chính là tâm thức, là linh hồn mà thôi. Thế nhưng, có một điều kỳ lạ là khi còn sống, hồi còn trẻ, khi còn đang hừng hực ngọn lửa đam mê, chúng ta lại lao đi như những con thiêu thân vào các cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa người với người, để mà tranh giành, để mà khẳng định vị thế, để đạt được vị trí quan trọng, kiếm được nhiều của cải tiền bạc, nhằm thỏa mãn sự ham muốn của bản thân. Khi thành công, khi đạt được ước nguyện về sự giàu có, chúng ta tưởng rằng đó là thứ vốn thuộc về mình. Nhưng không, vào khoảnh khắc ấy, chúng ta bắt đầu mắc nợ nhiều hơn. Người càng ở trên cao, người càng thấy mình giàu có vật chất lại luôn là những người bất an và nhiều lo lắng nhất. Bởi mỗi ngày thức dậy, bạn lại sợ danh vọng tuột đi, địa vị bị người khác giành mất. Mỗi chiều tối khi làm việc xong, mình lại không dám nghỉ ngơi vì sợ không có ai quản thúc công việc hiệu quả. Mỗi ngày trôi đi, bạn sợ những gì mình làm rồi sẽ tan biến bất ngờ, nên cứ thế cố sức mà giữ lấy, cố sức bám víu, cố sức tìm cách thu giữ mà lại không biết rằng bản thân đã đánh mất sức khỏe, trí tuệ, sự bình an trong trái tim mình. Ngày còn trẻ, chúng ta có thể chịu được tất cả các áp lực của cơm, áo, gạo, tiền, chạy đua với sự bất định của cuộc sống. Nhưng khi về già, nếu không buông bỏ, không trả lại cho đời những tham vọng, những hơn thua, thì e rằng bạn đã sức cùng lực kiệt. Đến khi ra đi, cũng chưa một ngày được nhìn thấy thế giới này tươi đẹp biết bao nhiêu, và những con người xung quanh hồn hậu đến nhường nào. Món nợ thứ hai là những chấp niệm. Tại sao chấp niệm của bản thân lại là một món nợ? Đó là bởi chấp niệm xuất phát từ sự cố chấp của bản thân về một sự vật, sự việc, con người hay tình cảm nào đó. Sự bám chấp ấy có thể đã làm tổn thương hoặc băng hại đến người khác.
khoảnh khắc sự tổn thương ấy dấy lên là lúc bạn đã mang nợ, nợ một ân tình, nợ một lời xin lỗi, nợ một cái tâm hồn bình an. Chấp điểm cố hữu không chỉ khiến người khác rời xa bạn, mà còn có khả năng gây nên đau khổ cho chính mình, khi cứ phải giữ khư khư điều mình cho là đúng, là tốt. Chấp niệm có mặt hàng ngày trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Há chẳng phải Đức Phật cũng từng giảng dạy rằng, nếu một ai đó có tâm hồn rộng mở, một trái tim chan chứa yêu thương và trí tuệ sáng rõ, thực sự thì khi đó họ sẽ dễ dàng buông bỏ các chấp niệm trong lòng xuống. Việc không tranh chấp, không đối đầu, không coi trọng thắng thua, mà luôn tôn trọng ý kiến, quan điểm, cách nhìn của người khác, chính khi ấy con người sẽ trở nên điềm đạm, thản nhiên và đầy khí chất thanh tịnh. Từ đó, cuộc sống của họ cũng bình an và thuận lợi hơn nhiều. Sự bình an trong tâm hồn, sự thanh thản trong suy nghĩ là thứ mà có lẽ khi đã ở tuổi xế chiều, ai cũng mong muốn được cảm nhận trọn vẹn. Để có thể nhận được những điều này, bạn buộc phải buông bỏ những chấp niệm, tha thứ cho bản thân, quên đi những lỗi lầm của người khác, chấp nhận sự khác biệt giữa người với người. Thuận theo tự nhiên, dựa vào nhân quả, như mây bình thản, như nước thông dong. Tiếp đến là món nợ thứ ba, món nợ thời gian. Ngày mà bạn đến với thế giới này, bạn đã lấy đi không ít thời gian của cha mẹ, những người yêu thương để chăm sóc, nâng niu, dạy dỗ bạn. Nhưng đến khi trưởng thành, chúng ta lại dành hết thời gian của thời khắc huy hoàng nhất, khỏe mạnh nhất để xây dựng cuộc đời mà bản thân mơ ước. Khi đó, chúng ta cũng đã bắt đầu mang nợ, những món nợ lớn lao, như trở về với những người sinh thành, dưỡng dục, nuôi nấng, bảo ban mình. Không chỉ có thế, chúng ta thường chỉ mong muốn ai đó dành thời gian cho mình, quan tâm đến mình, mà quên rằng quỹ thời gian của mỗi người là có hạn. Cuộc đời vô thường, không ai biết trước được điều gì. Chúng ta vẫn thường nghĩ, mỗi người đều có thể sống đến năm 60 tuổi, 80 tuổi. Nhưng mấy ai khắc cốt ghi tâm rằng, kho báu thời gian của mỗi người là không giống nhau. Vào một ngày bất kỳ nào đó, bản thân ta hay người xung quanh sẽ không còn thời gian để đong đếm được nữa. Vì thế, khi càng lớn tuổi, bạn hãy càng nên nghĩ đến việc buông bỏ, thôi cái việc chiếm dụng thời gian của người khác. Thay vào đó, hãy dùng thời gian của mình để hồi đáp, để trả lại, để bồi đắp tình yêu thương, bồi dưỡng sự kết nối với những người thân quen, để hưởng trọn vẹn niềm vui của một cuộc đời trần thế. Hãy thôi nghĩ về cuộc đời của người khác, bớt sân si với những người xung quanh. Hãy buông bỏ những khúc mắc, sự cay cú trong lòng để dành thời gian quan tâm và yêu thương cuộc đời của mình, của người thân thương, của những người bạn đời, của những hậu duệ đời sau. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã từng nói, món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể mang đến cho người khác, đó là sự hiện diện của chính chúng ta. Khi ta quan tâm đến người ta yêu thương, họ sẽ như đóa hoa nở rộ. Cuộc sống sẽ không tránh khỏi những cạnh tranh, va chạm, bởi vì đó vốn là một phần quy luật của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ngày hôm nay bạn đã và đang ở hành trình chiêm nghiệm lại cuộc đời, hãy tập dần buông bỏ những thứ không đáng có. Ta đến với đời trong sự hữu hạn, vì thế hãy biết trân quý những người quan trọng, bỏ đi những thứ khiến ta đau khổ và rời xa những điều khiến người khác tổn thương. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập viên
có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.